Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Quốc phòng toàn dân hôm nay sẽ gồm những nội dung chính sau: sơ kết công tác chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện thành phố năm 2021, phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh lưu huyết tại ngục Kon Tum. Cuối chương trình là bài Nơi tuyến đầu chống dịch. Bây giờ xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi nội dung chương trình. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Sa Thầy, Đắc Hà, Tum Mơ Rông và triển khai công tác chuẩn bị diễn tập năm 2022. Dự và chỉ đạo có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Hải, Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua đánh giá, ban chỉ đạo và các bộ phận giúp việc làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương chặt chẽ, đầy đủ, đúng nội dung. Cơ quan thường trực tham mưu có hiệu quả cho ban chỉ đạo các địa phương khảo sát các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương và khu thực binh sát tình hình. Qua thời gian chuẩn bị cho đến khi kết thúc diễn tập, từng bộ phận đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt những nội dung yêu cầu của ban chỉ đạo, đảm bảo an toàn trước, trong và sau diễn tập. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập của các huyện. Các vai tập đã thể hiện tính sáng tạo, khoa học, bám sát tình huống và thực tế của huyện. Kết luận và giải quyết các vấn đề đặt ra tương đối phù hợp, đúng ý định, thể hiện được chức năng nhiệm vụ của từng lực lượng trong từng tình huống đặt ra. Đồng thời yêu cầu tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan thường trực ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ngay từ bây giờ. Dự kiến thời gian diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh trong quý tư năm 2022. Vừa qua, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh lý huyết tại ngục Kon Tum ngày 12 tháng 12 năm 1931, ngày 12 tháng 12 năm 2021, 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 19 tháng 12 năm 1946, ngày 19 tháng 12 năm 2021 với chủ đề phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đợt thi đua cao điểm lần này tập trung vào các nội dung chỉ tiêu thi đua như xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, phát huy tốt tinh thần của cuộc đấu tranh lưu huyết tại ngục Kon Tum, tinh thần toàn quốc kháng chiến, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và làm tốt công tác chuẩn bị hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Các cơ quan đơn vị phấn đấu 75 ngày đêm thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu, các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ huấn luyện giáo dục năm 2021, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt lực lượng vũ trang tỉnh chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, góp phần cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi, chiến thắng đại dịch COVID-19 và không có quân nhân vi phạm pháp luật, nhà nước, kỷ luật quân đội. Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Vừa qua, tại cột mốc 16.3 thuộc địa phận xã Gia Đan, huyện Gia Drai, giáp với biên giới Campuchia, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum bàn giao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ratanagiri, Campuchia xây dựng, củng cố doanh trại đơn vị và 6.500 đô la Mỹ Chính phủ Việt Nam hỗ trợ cho Ban chuyên trách tỉnh Ratanagiri hoạt động trong việc phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước. Thay mặt Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Đỗ Văn Thương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã trao số tiền cho đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ratanagiri, Campuchia. Đây là món quà thể hiện tình cảm của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ratanagiri có thêm kinh phí trong xây dựng, sửa chữa doanh trại, đáp ứng nhu cầu làm việc và sinh hoạt. Đây cũng là một trong những nội dung thực hiện các cam kết giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ratanagiri được ký trong hội nghị liên tịch hàng năm. Trung tướng Kham Súc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ratanagiri cảm ơn những tình cảm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. Coi đây là sự thể hiện sinh động của tình đoàn kết hữu nghị đã được vun đắp từ bao thế hệ cán bộ chiến sĩ,
Và hôm nay, lực lượng vũ trang hai tỉnh đang nỗ lực làm hết sức mình để kết nối, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Campuchia nói chung, giữa lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum và lực lượng vũ trang tỉnh Ratanakiri nói riêng. Thưa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum trao hơn 1,4 tấn lương khô hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 và bệnh nhân COVID-19 đang điều trị trên địa bàn tỉnh. Hơn 1,4 tấn lương khô được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao cho các chốt biên giới phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cơ sở cách ly các huyện, thành phố và bệnh nhân đang điều trị COVID-19, Bệnh viện Dã chiến số 1 tại cơ sở 2, Bệnh viện Y dược cổ truyền phục hồi chức năng của tỉnh. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng, nhằm động viên chia sẻ với chiến sĩ, nhân viên nơi tuyến đầu chống dịch, vượt qua khó khăn vất vả, thực hiện phòng chống dịch COVID-19, động viên các bệnh nhân an tâm tư tưởng trong thời gian điều trị. Thưa quý vị và các đồng chí, trong bối cảnh cả nước tập trung chống dịch COVID-19, những người lính lại một lần nữa thể hiện vai trò là một trong những lực lượng xông pha nơi tuyến đầu. Nhiều quân nhân có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn gác lại chuyện gia đình, quyết bám trụ nơi biên giới chống dịch như đại úy U Lê Ngọc, thể hiện rõ nét phẩm chất cao quý của người lính Cụ Hồ, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng dấn thân vào những nơi nguy hiểm nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ bình yên cho nhân dân. Trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, mỗi cán bộ đảng viên dù ở vai trò vị trí nào cũng gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, là những chiến sĩ đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Vì sức khỏe của cộng đồng, sự an toàn của nhân dân tỉnh nhà. Trong gian khó, tôi mong các đồng chí phát huy cao độ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân mà phục vụ. Tôi biết đồng chí U Lê Ngọc vợ chuẩn bị sinh, nhưng đồng chí vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, xung phong ở lại cùng với anh em chốt chặn kiểm soát người qua biên giới, tạo thành lá chắn ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh nhà. Các đồng chí chú ý giãn cách đối tượng 2 mét để phòng lây lan dịch COVID. Đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Không chỉ tôi mà nhiều đồng chí đảng viên trẻ trong đơn vị cũng gác lại việc riêng, xung phong tham gia cùng với bộ đội biên phòng, ngày đêm chốt chặn trên tuyến biên giới. Bởi ai cũng nghĩ rằng mình là đảng viên thì phải gương mẫu, tiên phong đi để trở thành điểm tựa cho cán bộ chiến sĩ, đơn vị là vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đại úy U Lê Ngọc được tăng cường cho lực lượng biên phòng để phối hợp bảo vệ biên giới. Mặc dù vợ chuẩn bị sinh con, nhưng U Lê Ngọc vẫn kiên trì cùng với anh em đơn vị bám chốt kiểm soát người qua biên giới. Tinh thần cống hiến của đảng viên trẻ U Lê Ngọc nơi tuyến đầu chống dịch đã dấy lên hiệu ứng lan tỏa trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng chí U Lê Ngọc là cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nhiệt tình, năng động trong công việc, luôn xác định tốt vai trò trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, đồng chí Ngọc đang tăng cường bảo vệ biên giới tại đồn biên phòng Hồ Le. Và đồng chí gần sát ngày sinh, nhưng đồng chí vẫn cùng đồng đội bám biên giới thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cách đây 5 năm, đồng chí cũng vì thực hiện nhiệm vụ nên đồng chí không thể về để đón đứa con đầu lòng. Đơn vị thấu hiểu, chia sẻ, luôn đánh giá cao nỗ lực của đồng chí Ngọc. Tận mắt chứng kiến U Lê Ngọc và những cán bộ chiến sĩ ăn gió nằm sương trong điều kiện thiếu thốn trăm bể, lán trại tạm bợ, nơi rừng thiêng nước độc, khí hậu khắc nghiệt, ngày nắng nóng, đêm mưa, mỗi khi có mưa dông là bị dột thấm nước, ướt hết đồ đạc, quần áo, mới thấy hết những vất vả mà các anh phải trải qua. Sự hy sinh, tinh thần mẫu mực, xung kích tiền phong của đảng viên đã làm gương cho chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ dõi theo từng mét đường biên của Tổ quốc. Chúng tôi phải căng mắt, cảnh giác, vì ở đây, khu vực này, rừng cây rậm rạp, địa hình thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng để cơ động,
vượt qua các cái chốt kiểm soát của ta rất khó khăn cho lực lượng tuần tra kiểm soát. Vợ sắp sinh con, không thể có mặt bên vợ những lúc quan trọng. Vì sự bình yên của nhân dân trước đại dịch COVID-19 mà đảng viên trẻ U Lê Ngọc đã hy sinh việc gia đình, xung phong ở lại trên tuyến đầu chống dịch, khẳng định vai trò, trách nhiệm của người đảng viên luôn phấn đấu và cống hiến. Là một người đàn ông trong gia đình, tôi rất muốn được ở cạnh vợ những lúc khó khăn, nhất là lúc sinh đẻ đón đứa con chào đời. Tuy nhiên, là một người đảng viên, trong lúc tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp như thế này, tôi xác định mình phải là đầu tàu, là tấm gương để tiếp thêm sức mạnh cho các đồng chí, đồng đội đang ngày đêm canh giữ biên cương. Với lòng nhiệt huyết, tinh thần gương mẫu, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách, nhiều đảng viên như U Lê Ngọc đã cống hiến sức trẻ cùng gánh vác những khó khăn để giữ vững trận địa phòng chống dịch COVID-19 thâm nhập vào địa bàn tỉnh. Phải đầu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Quốc phòng toàn dân hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.